Xin chào tất cả các bạn, mình là Iblekria. Hôm nay mình sẽ không làm video hướng dẫn mà là mình làm video về nói về sự trải nghiệm của mình về phiên bản iOS 17.3 trên iPhone các bạn nhé. Đấy, thì nói thật với tất cả các bạn thì trước giờ mình thì chỉ quen dùng Android thôi. Đấy, dùng điện thoại Android hãng phiên bản Android thôi. iPhone thì mình ít sử dụng. Vài năm trước thì mình có sử dụng được vài tháng, xong rồi máy hư mình bỏ đi, rồi mình lại sử dụng Android. Thì iPhone thì nói thật mình chưa có kinh nghiệm dùng nhiều ấy, thì mới đây mình cũng mới sử dụng cách đây một tháng thôi, hơn một tháng rồi. Đấy, mình mua cái máy này hơn một tháng rồi. Thì máy mình đang sử dụng hiện tại là iPhone SE 2020 các bạn nhé, bản 64GB. Thì hôm nay mình sẽ nói về trải nghiệm của mình khi mình nâng cấp lên iOS 17.3. Thì sau một tháng mình sử dụng điện thoại của mình, thì trước đây mình chỉ sử dụng phiên bản iOS là 17.2.1 thôi các bạn nhé. Đấy, thì trước khi mình mua máy này thì đã có phiên bản 17.2 thôi. Xong rồi mình sử dụng được một tuần thì mình nâng cấp lên 17.2.1. đấy, mình thấy khá là ok. Pin thì cũng hết lâu nữa. Đấy, pin trâu, kiểu như pin trâu ấy, hết cũng khá là lâu. Mình sử dụng, mình sạc 100% thì dùng được 6 tiếng 7 tiếng mới hết luôn. Đấy, đây là mình dùng trực tiếp luôn các bạn. Đấy, mình bấm từ sáng tới trưa luôn. Đấy, thì nó mới hết. Rồi sau khi mình thấy ở mục cập nhật phần mềm á, iOS 17.3 các bạn, thì mình xem trên YouTube nữa, cũng có rất là nhiều người review về 17.3. Đấy, thì mình thử cập nhật xem như thế nào. Đấy, thì mình cập nhật xong, thì đây là cảm giác của mình khi cảm giác và trải nghiệm của mình khi mình cập nhật iOS 17.3 nha. Thì mình thấy sau khi mình cập nhật 17.3 thì mình thấy pin của mình nó hao rất là nhanh các bạn ạ. Đấy, hao rất là nhanh và lại hay nóng máy nữa. Đấy, sau khi mình sử dụng được 3-4 ngày các bạn nhé, sau khi mình trải nghiệm 3-4 ngày nhé, thì mình thấy phiên bản iOS 17.3 rất là hao pin. Mình dùng từ sáng nha, từ 6 giờ đến 9 giờ thôi là máy đã hết sạch pin rồi. Đấy, nó khác với phiên bản trước đây 17.2.1 thì mình dùng từ 6 giờ cho đến 12 giờ thì mới hết pin. Đấy, 12 giờ khi tới 1 giờ rồi. Nhưng sau khi mình cập nhật iOS 17.3 thì mình thấy pin nó hết rất là nhanh luôn. Rồi lại còn nóng máy nữa các bạn ạ. Đấy, còn nóng máy nữa. Mình dùng thì máy cảm thấy cái máy rất là nóng, với lại mình nếu mà mình dùng nói chuyện Messenger á, các bạn, thì pin nó tụt xuống rất là nhanh luôn. Đấy. Trước đây thì mình dùng iOS 17.2.1 thì mình thấy máy rất là mượt, và không phải mượt mà là rất là ý, kiểu như là rất là mát đó các bạn, không bao giờ nóng và lại pin cũng rất là lâu nữa. Đó là 17.2.1 á. Còn mình dùng cập nhật 17.3 thì mình thấy pin rất là nhanh hết, và nói chuyện Messenger thì cũng rất là tụt pin rất là nhanh luôn. Từ 100% nha, mình nói chuyện khoảng 10 phút thì nó xuống còn 80-70% luôn. Đấy, nó hết rất là nhanh luôn. Chắc có lẽ là do máy của mình, máy nhỏ, máy iPhone đời cũ rồi, SE 2020. Đấy, nếu mà máy của các bạn là iPhone 11 đến 15 Pro Max thì có lẽ nó khác, có lẽ là sự trải nghiệm nó tốt hơn. Còn mình thì do máy đời cũ rồi, mình dùng máy cũ, và lại máy này cũng sản xuất lâu rồi nên là nó không bằng cái máy cao, có máy đời cao. Đấy, đó là trải nghiệm của mình các bạn nhé. Trải nghiệm của mình là cái mình nâng cấp lên 17.3 thì mình thấy cái máy nóng pin nè, rồi
Yến nóng pin lại nóng máy này, xong rồi hao pin các bạn nhé. Đấy, đây là trải nghiệm của mình. Còn các bạn thì như thế nào? Đó, các bạn trải nghiệm 17.3 như thế nào thì các bạn hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã nghe hết và đã xem hết video này của mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye các bạn nhé.